Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư 12 tháng 5 năm 2021, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốt là buổi phỏng vấn đặc biệt Kim My Dương Foundation tìm hiểu về trợ cấp cho đồng hương Việt Nam gặp khó khăn về tài chính tạm thời trong cuộc sống. Chương trình dành cho cư dân người Mỹ gốc Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 1. Chương trình do Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đến với cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, Bích Phượng xin giới thiệu bà Kim Mỹ Dương, anh Xuân Tùng và cô Korea Adams. Chương trình phỏng vấn này là để giúp đỡ cho các gia đình có thu nhập thấp, cũng gọi là Kim Mỹ Dương Foundation Announced Hardship Grants. Xin mời quý vị theo dõi để biết thêm về chương trình này và những gia đình nào có thể apply cho chương trình này. Kính Bích Phượng kính chào cô Kim Mỹ Dương. Chào Bích Phượng. Kính chào anh Xuân Tùng. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả. Hello Miss Gloria, how are you? Kính thưa bà, xin bà cho khán giả biết được là cái chương trình về Kim Mỹ Dương Foundation's Hardship Grants nó sẽ có những cái tiêu chuẩn là như thế nào? Thưa khán thính giả, cái điều kiện thứ nhất là những người này phải có lợi tức thấp. Thì lợi tức thấp được ấn định bởi chính phủ liên bang. Một lát nữa, bạn tôi là anh Tùng sẽ đọc sơ qua những cái số để mẹ các khán giả biết khoảng như thế nào. Rồi nhưng đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhì đó là mọi người phải ở trong vùng Virginia, Maryland and DC. Tại vì số tiền mình cũng có giới hạn, thành năm mình cũng giới hạn cái vùng mình có thể giúp đỡ được. Điều thứ ba nữa là mỗi năm đó mình chỉ có được apply một lần, và mỗi tháng đó thì mình dự trù sẽ có chừng 20 cái grant để phát ra, nhưng mà mỗi người đó chỉ có được apply một lần trong một năm. Kính thưa anh Sơn Tùng. Anh là người đã giúp cô Kim Mỹ trong tất cả những chương trình học bổng cũng như là trợ giúp cho những người bị khó khăn trong thời kỳ Covid. Và anh cũng là một trong ban giám khảo. Kính thưa anh cho khán giả biết được là những gia đình mà họ muốn xin tiền grant như vậy đó, cái thu nhập, số tiền là bao nhiêu? Thưa chị Bích Phượng, thưa quý khán thính giả, chương trình Hardship Grant, nếu mà nói theo tiếng Việt là một chương trình tài trợ cứu giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn về tài chính. Một trong những cái tiêu chí của Kim Mỹ Dương Foundation là về chương trình cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra Kim Mỹ Dương Foundation còn có những chương trình về học bổng và về y tế. Thì xin trở lại về cái tiêu chí để mà xin được cái mức trợ cấp nhân đạo này của Kim Mỹ Dương Foundation. Thì cái thu nhập của quý vị, của gia đình quý vị phải ở dưới cái mức gọi là mức nghèo của chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang hàng năm đưa ra một cái định mức, cái mức thu nhập để tùy theo cái số người trong gia đình để có thể định được là cái hộ gia đình này là thuộc vào cái thu nhập thấp. Thì theo con số mà tôi có hiện nay thì nếu mà gia đình có một người thì cái mức thu nhập là 12.760 đô la một năm. Nếu mà gia đình có hai người thì là 17.240 đô la một năm. Nếu gia đình quý vị có 3 người thì là 21.720, và nếu có 4 người thì là 26.200 đô la trong một năm. Tất cả những con số này đều được chính phủ liên bang Mỹ công bố hàng năm trên website của IRS. Quý vị có thể tìm được và cũng có thể lên mạng internet và tìm rất là nhanh chóng về con số này. Dạ, xin cảm ơn. Miss Gloria, how are you? Fine, how are you? Welcome, and this is the very first time you in an organization with Ms. Kim Mi Young Foundation. Can you please share with us, is this only for Vietnamese or with Americans or different cultures as well? Well, I understand it's for all Americans, and I like the ground rules that she established, and I'm very happy and pleased to be able to join everyone and work toward this goal. I think it's important and that we are all together and all people. I understand you will be one of the judge panel. Yes, ma'am. So you will review the qualifications and all the applications, correct? Correct. And then, how would you go by
who will be qualified or not, just you or with other four judge panels? Well, we have the ground rules that Kimmy has established, and I think they'll be clear cut, and we won't have any problems or issues with it. Well, thank you very much for helping and sharing with us the information. Kính thưa bà Kimmy, bà cho biết được rằng là nếu mà những người đó họ apply như vậy đó là cái ngày đáo hạn là như thế nào và cũng như là mỗi tháng chương trình này kéo dài được tới bao lâu? Điều thứ nhất á, thì mỗi tháng đó là bắt đầu nộp đơn từ 16 tây cho tới 15 tây tháng sau. Khi 15 tây tháng sau thì tất cả những application trong cái tháng đó sẽ được ban giám khảo review. Họ sẽ review rồi mình sẽ có 5 người review và tùy theo cái bao nhiêu người đồng ý để cho thì có hai cái hàng là một cái là 500 đồng và một cái 1.000 đồng và tùy theo như vậy tình trạng của người ta nộp đơn thì ban giám khảo sẽ quyết định cho hay không cho và nếu cho thì cho 500 hay là cho 1.000. Mỗi tháng như vậy mình đang dự trù đó là có thể maximum là 20 cái points để mình cho như vậy. 20.000 Mỹ Kim. 20.000 Mỹ Kim. Maximum. Yeah. Maximum. Tối đa đó. Tối đa là 20.000 Mỹ Kim cho 20 gia đình. Rồi khi mà mình cho như vậy thì mỗi tháng sau đó thì mình bắt đầu lại từ 16 tay cho tới 15 tay thằng tháng. Và cứ đi như vậy cho tới khi nào tôi hết tiền. Kính thưa anh Xuân Tùng, anh cho khán giả biết được là nếu mà khi mà anh nhìn cái đơn như vậy, thí dụ có một gia đình có tới 5 người ở, thí dụ là hai vợ chồng, hai đứa con và một người độc thân riêng, cái lương bổng cũng thấp, vậy thì là có phải là bị loại ra hay không hay là vẫn được nghiên cứu? Dạ thưa chị Bích Phượng, thưa quý khán thính giả, nếu mà trong trường hợp đó thì tôi nghĩ là nên một cái hộ gia đình nên nộp một cái đơn để xin cứu xét được cứu trợ riêng. Tại vì mỗi một cái bộ hồ sơ thì sẽ dựa vào cái hồ sơ thuế của cái gia đình đó. Thì chúng tôi nên nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà hai người mà có hai hồ sơ thuế khác nhau thì nên nộp riêng. Dạ, yeah. Bởi vì cái quan trọng á, là họ phải nộp cái bảng thuế. Tại vì cái bảng thuế là sẽ quyết định cái số thu nhập của họ và bao nhiêu người trong cái gia đình đó. Thì như trong đó bao nhiêu người con ra được exemption như thế nào thì đó là cái bảng đó là bảng chính để cho mình quyết định, đó là để quyết định cái mức thu nhập. Còn cái vấn đề mà tình trạng tại sao mà họ cần á, tại vì cái này không phải là mình giúp cho tất cả mọi người ở dưới mức thu nhập mà mình giúp cho những người dưới mức thu nhập và có tình trạng khẩn cấp cần giúp đỡ. Hai cái là khác nhau. Cái thứ nhất là họ nghèo là một chuyện, nhưng mà họ nghèo mà rồi họ gặp những tai biến thì như là xe hơi tung hoặc chạy nhà hoặc những tình trạng con đau hay không có tiền thuộc hay những cái tình trạng mà nghĩa là cần giúp đỡ. Vậy không phải là người nào mà ở dưới cái mức đó đều qualify hết. That's not true. À vậy thì là chính vì vậy họ phải có hardship, phải gặp khó khăn. Giống như là thí dụ như gia đình có con bị tai biến mạch máu não hay là bị căn xe hay là bất cứ gì không, mà không có tiền có thể không ai giúp đỡ hay gì đó thì những cái đó mình phải. Thưa anh Sơn Tùng, vậy thì là họ phải viết một cái thơ hả? Mỗi một người phải viết một cái thơ trình bày hoàn cảnh. Vậy thưa chị. Thì cái bộ hồ sơ sẽ bao gồm một cái thơ trình bày hoàn cảnh, cái hồ sơ thuế năm ngoái để ban giám khảo có thể coi cái mức thu nhập, một cái tờ chứng nhận gọi là affidavit là những cái thông tin mà họ trình bày là sự thật, cùng với cái recommendation tức là hai cái giấy giới thiệu của những người quen biết. Thì sau khi tất cả những cái hồ sơ đó mà thu nhập được thì có thể gửi vào Kim Dương Foundation để xin được cứu xét. Kính thưa bà, vậy thì cuối năm vấn đề khai thuế như thế nào? Cái này là cái grant, thành ra không có khai thuế. Nó không phải là income của họ. Cái này là cái grant, thành ra không có khai thuế. Thưa bà, đâu là cái lý do mà bà tạo ra cái hardship grant như vậy? Tại vì mình cũng biết
ai cũng có những trường hợp mà khẩn cấp mà cần giúp đỡ. Nhiều lúc cái này là cũng chỉ giúp họ được một phần nào thôi, chứ còn không thể nào mà solve được tất cả cái sự nghèo khó của họ, chỉ cho đỡ họ một bước đi thôi. Thành ra mình ở đây thì người nào cũng có trường hợp này hay trường hợp kia, thì chính vì vậy tôi nghĩ rằng nếu mà mình giúp được một người thì nó đỡ một người. Nếu mà mỗi tháng mình giúp được 20 người á, thì cũng là một cái mừng cho mình là mình được 20 người giúp. Và nếu mà một năm á, mình cũng giúp được 240 người thì cái đó là một cái bước đi mình muốn làm. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 buổi phỏng vấn đặc biệt Kim My Dương Foundation do Bích Phượng thực hiện. Well, thank you for being here today with us. Bích Phượng cảm ơn bà Kim Mỹ Dương cũng như anh Xuân Tùng đã cho khán giả biết được về cái chương trình Hardship Grants này. Hy vọng mọi người xem đài và vào trong, anh sẽ gửi ra trong email hay là trên... Trong website thì sẽ có ở trên website. Mình cũng gửi ra email là cho những người mình biết thôi. Rồi cũng phải nhờ họ phổ biến cho những người khác. Yeah. Như anh Xuân Tùng cũng có Facebook thì anh có thể cũng đăng lên trên Facebook cho Kim My Dương Foundation sẽ đăng tải những cái thông tin về cái chương trình cứu trợ này ở trên website, trên Facebook, trên những cái social network là những cái mạng xã hội của Kim My Dương Foundation. Và nhân đây cũng xin nhờ quý truyền thông, các cơ quan truyền thông tiếp tay để công bố rộng rãi những thông tin này đến quần chúng. Xin nhắc lại là cái chương trình cứu trợ này không chỉ dành cho người Việt Nam mà là dành cho tất cả public, thành ra tất cả người Mỹ các bản địa sắc tộc có thể ở trong mức nghèo khổ đều có thể qualify. Đề cử quan trọng là họ phải có tax return, tại vì họ này mà họ không có tax return mình không có thể là họ phải khai thuế, phải có những cái giống như là cái W-2 hay là những cái bản khai thuế thôi, bản khai thuế năm rồi. Cô yêu cầu bản khai thuế chỉ trong vòng 1 năm hay là 2 năm? Một năm thôi. Một chỉ có một trang đầu của cái form 1040 đấy. Cái đó thì một cái đó đúng là cái này nó không phải là income của họ, thành ra họ cũng phải thay thế. Cũng như kỳ vừa rồi mà mình grant cho họ cái COVID help đó, họ không có đóng thuế. Kính thưa cô, vậy thì là nhắc lại một lần nữa, bắt đầu ngày nào là khởi sự họ có thể nộp đơn? Bây giờ kỳ chuyện nộp đơn đó là bắt đầu 16 tây tháng 5. Thì họ kỳ chương trình, xin lỗi, từ 16 tây tháng 5 cho tới 15 tây tháng 6 họ nộp đơn cái đó. Ban giám khảo sẽ review từ 15 tây tháng 6 cho tới cuối tháng 6. Mình sẽ báo tin cho họ biết. Thành ra rất là quan trọng khi họ vào trong website để apply đó, cái phải có email chính xác và số phone, thưa cô. Đúng rồi. Thành ra chỉ có website là chỗ mà nhận đơn thôi, chứ còn không có nhận, không có mail nữa. Bây giờ không có nhận bằng bưu điện nữa. Không có nhận. Phải là mọi người phải apply phải vô website. Đó là cái vấn đề mà Bích Phượng muốn hỏi. Tại vì như những lần trước cô cho cái ngày giống như cái bưu điện đóng dấu là ngày cuối là ngày nào thì đơn được cứu xác. The problem is that mình không có thể communicate với họ được. Họ không có cho mình email, nó không có gì hết. Nó rất là khó khăn, tốn rất nhiều thời gian. Thành bây giờ strictly nhận qua cái website. Online, yeah. Vâng, cảm ơn bà Kim Mỹ Dương cũng như anh Xuân Tùng. Xin cảm ơn cô. Hy vọng là chương trình này sẽ được thành công và được nhiều người có lợi tức thấp sẽ vào và xin để hầu như giúp đỡ họ trong một, như cô nói là những trường hợp khẩn cấp. Đúng rồi. Thì từ trường hợp mà hồi xưa mà mình làm chương trình COVID chỉ cần một lần, hai lần rồi hết. Còn cái này nó hàng tháng. Thành ra thì nó phải organize, nó strict, nó mua
họ phải làm theo đúng như vậy, theo đúng luật của đúng nhà. Tại vì nếu không nó rất là mình không có thời giờ và mình không có người để mà theo dõi, để gọi điện thoại rồi giải thích rồi cái này cái kia là mua nên mình có thể handle. Thưa bà, theo Bích Phượng kinh nghiệm á, nhiều khi email của Kim Yung Foundation gửi vào, nhiều khi nó họ vào trong cái chân mail, cái chân box thì người ta, nhiều người họ không có check email. That's their problem. I'm sorry. They should, if they apply and they should check. Nghĩa là khi mà họ nộp đơn vào thì khoảng thời gian bao lâu họ sẽ nhận được email trả lời là approve hay là không approve? Cuối tháng thì họ từ 16 tay cho tới 15 tay. Từ 15 tay từ cuối tháng là mình nộp đơn. Thành ra cái khoảng cuối tháng là khi mà mình lại nộp. Là khoảng cuối tháng mọi người xin hãy, những ai mà nộp đơn xin hãy check email để coi mình có được chấp thuận hay là không chấp thuận. Yeah. Cảm ơn bà Kim Mỹ Dương cũng như anh Xuân Tùng. Thank you. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa Bích Phượng và bà Kim Mỹ Dương, anh Xuân Tùng cũng như bà Gloria Adams. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau.